Xin chào anh chị nha. Em tên là An, em đến từ kênh YouTube Nhà đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á em có mặt tại xã Bình Phú nè anh chị. Lúc trước á là xã Mỹ Thành nha. Dạ. Thành phố Bến Tre. À, con đường này là đường liên xã Mỹ Thành với Sơn Đông. Hướng này là mình đi ra ngoài ủy ban xã Mỹ Thành cũ anh chị, là có ngay chỗ đó có đê quốc phòng luôn á. Con đê mà từ khu công nghiệp An Hiệp á, mình đi tới thành phố Bến Tre á. Đó, từ đây đi ra đê với ủy ban á, ủy ban Mỹ Thành cũ nha. Bây giờ sáp nhập lại là thuộc xã Bình Phú luôn rồi, là chỉ có một cây số à. Đó, thì một chút nữa là tới được cầu Hàm Luông. Ngay vị trí chân cầu Hàm Luông á là đường dẫn cầu Rạch Miễu 2, mình cũng đi ngang qua đó luôn á, đi ra đó luôn á anh chị. Ngay chỗ đó thì mình có bệnh viện đa khoa tỉnh đang xây luôn ha, rất là quy mô luôn. Từ đây đi đó khoảng 1,5 cây số. Dạ, em nhắc lại nha, con đường này là đường liên xã Mỹ Thành với xã Sơn Đông. Còn hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất nè, có diện tích là tổng hết là 340 m², có 50 m² thổ cư ha anh chị. À, mặt tiền đường lộ liên xã, lộ đan nha. Lộ này rộng 4 m lận. Hướng này đi một cây số là tới được cầu Sơn Đông. Quốc lộ 57C, tên gọi cũ là tỉnh lộ 884 ha. Quẹo bên phải, đi ra một cây số là tới ngay chân cầu Sơn Đông luôn á chị. Quẹo bên phải qua bên cầu là ngay chợ, gần chợ mình có bách hóa xanh nè, cây xăng nè, tiện ích rất là nhiều luôn ha. Đi khoảng thêm 1,5 cây số nữa là vào được ngay trung tâm của thành phố Bến Tre luôn. Trên đường đi á là mình đi ngang qua khu đô thị Phương Nam nè, rồi nhà máy nước nè, trường cao đẳng Bến Tre luôn nha, rất là nhiều tiện ích ha. Còn quẹo trái là hướng xuống khu công nghiệp An Hiệp. Dạ. Còn miếng đất của mình có trụ ranh á là từ đây. Để em chỉ ranh cho anh chị xem. Có 50 m thổ cư nữa nha anh chị. Đây nè. Đó. Ngang qua là 8 m. Rất là đẹp. Ngang 8 dài 40. Ngang qua tới đây. 8 m ha. Đó, ngang 8 dài 40. Có 50 m thổ cư. Nên anh chị mình về đây mình xây cất nhà mình ở á, xin điện nước rất là dễ dàng ha. Mặt tiền đường liên xã rộng 4 m lận, đường đan. Đó, trên đất anh chị xem nè, sạch sẽ cao ráo, kế bên nhà hàng xóm mình ha. Đây hàng xóm nè. Còn chiều dài á, dài phía sau luôn. Đó, tới bụi lá phía sau á anh chị. Mặt tiền ngang 8, hậu cũng là ngang 8 m luôn. Đất rất là sạch sẽ, cân đối. À, xung quanh đất thì cũng sạch sẽ ha. Phía trên thì không có đường dây điện đi ngang qua luôn nè anh chị. Đó. Bên đây nhà dân nè, hàng xóm nè. Rất là đẹp nha anh chị. Thuộc xã Bình Phú, huyện xã Bình Phú, thành phố Bến Tre anh chị. À, đất của mình là hướng chính đông luôn nha. Em lấy sổ cho anh chị xem. Đó, đường anh chị xem nè, xe ô tô chiếc này Innova 7 chỗ nè, chạy thoải mái luôn ha. Hai xe mình có thể tránh nhau được luôn á. Dạ, đây là sổ mình nè anh chị ơi. Tờ đất số nè 243, tờ bản đồ số 2 ha. Địa chỉ là xã Mỹ Thành, nay là xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ha. Diện tích á là 313,7 m². Hình thức là sử dụng riêng. Đất ở tại nông thôn là đất hữu cư anh chị, được 50 m. Còn lại đất trồng cây lâu năm ha. Còn bên đây sơ đồ nè. Chiều ngang hướng đông là đông nam. Chiều ngang 8, chiều dài là 39 ha. Gần 40 m, hậu cũng là 8 m luôn. Còn đây. Ranh của mình tới đây ha. Còn chủ mua thêm á, mua thêm một khoảng nè, một khoảng như nè là 26 m để mình giáp đường luôn á. Có giấy tờ, có đo đạc công chứng rõ ràng anh chị ơi. Em lấy luôn cho anh chị xem. Đó. Diện tích là 26 m ha. Do diện tích nhỏ quá không có tách sổ được á. Nhưng mà cũng đo đạc, cũng có công chứng đồ rõ ràng nè anh chị. Đây sơ đồ nè. Sơ đồ đo đạc hiện trạng thửa đất ha. Nó giáp đường luôn.
Tính ra tổng hết á là 340 mét vuông, có 50 mét thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Nên anh chị mình có thể về đây mình cất nhà, mình ở, mình nghỉ dưỡng. Đó, vào ngay trung tâm của thành phố là chỉ có hơn 2 cây số một chút à. Mặt tiền đường liên xã thì Bình Phú với Sơn Đông nha. Đây nhà dân nè, phía trước đất mình ha anh chị. Bên đó có đường dây điện kìa. Đó, mình về mình kéo điện vô thôi. Nước ở đây xài nước máy. Không khí vòng vòng đây rất là mát luôn anh chị. Hồi nãy giờ mới đục mưa xong á, mưa cũng lớn lắm, nên giờ mới được đi quay cho anh chị xem miếng đất này nè. Em báo giá luôn cho anh chị mình sở hữu một miếng đất có diện tích là 340 chuông, thuộc thành phố Bến Tre nha, là 4.500.000 trên một mét vuông nha. 4.500.000 trên một mét vuông. Giá này mình còn có thể thương lượng được, chủ sẽ bao toàn bộ giấy tờ sang tên cho mình luôn. 4.500.000 trên một mét vuông. Dạ rồi, bây giờ em chạy đi từ đây nè, em chạy ra ngoài đây hướng ngoài đê cho anh chị xem con đê đi quốc phòng á, cái hướng ngoài chân cầu luôn rồi. Đây hàng xóm, hàng xóm ha. 4.500.000 trên một mét vuông nha anh chị. Dạ, bây giờ em hướng dẫn anh chị mình đi từ đất của mình ha. Mình coi lại đất này anh chị. 340 mét vuông, có 50 mét thổ cư nữa, mà giá chỉ có 4.500.000 à. Mặt tiền đường đường đan 4 mét liên xã luôn, rất là tuyệt vời anh chị. Còn một thông tin hồi nãy em quên nói với anh chị á, là đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 á, từ đây mình đi ra đó là tầm khoảng 500 mét à. Đó, đang giải tỏa mặt bằng cưa dừa rồi anh chị, rất là tuyệt vời anh chị ha. Mai chiều từ bến xe miền Tây mà anh chị đi về đây á, là mình đi theo hướng đường này nè, cầu Rạch Miễu 2 á, rất là gần luôn nha anh chị. Nhanh lắm, tầm khoảng hơn một tiếng anh chị mình đi ô tô là mình vào về được đất của mình à. Đó. Nên anh chị mình có nhu cầu mình muốn tìm đất để mình xây nhà, mình nghỉ dưỡng á, đây có thể là một lựa chọn rất là hợp lý cho anh chị mình nha. Dạ rồi, em chạy một đoạn ra ngoài hướng đê cho anh chị xem. Tối thì đường này có đèn đường luôn nha anh chị. Nhà dân thì hai bên đường thì có hàng rào ở đây, rất là kiên cố luôn. Đây có đèn tạp hóa nè. Một xã mà thuộc thành phố Bến Tre nha. Vào ngay trung tâm của thành phố là rất là gần luôn, gần bệnh viện Đa khoa tỉnh nè, gần đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 nè, tiện ích rất là nhiều anh chị. Chợ Sơn Đông thì anh chị đi chợ tầm khoảng một cây số là vài phút mình đi xe là tới chợ rồi. Gần chợ thì mình có trường học nè, có ủy ban nè, nên con em chúng mình đi học á cũng gần nữa anh chị. Nói chung bây giờ là đường xá vòng vòng thành phố á là rất là thuận lợi luôn rồi, xe cộ lưu thông thoải mái. Thành phố Bến Tre mình là dự kiến là lên đô thị loại 1 nha anh chị, còn trước năm 2030 á, một thông tin rất là tuyệt vời. Nhà đẹp không anh chị ha. Hướng này là mình chạy ra ngoài đê á nha anh chị, đê quốc phòng á, ven sông Hàm Luông luôn á. Dạ, ngay đây là con đê nè. Hướng phía sau lưng mình á là mình đi khu công nghiệp An Hiệp nha anh chị.
Mình đang đi trên con đê nè. Con đê chưa làm xong, làm bắt đầu từ khu nghề Tân Hiệp à, làm đổ về đây. Còn cái này là chạy ra ngoài Hàm Luôn. Mấy tay phải mình là sông Hàm Luôn nha. Đầu sông Mã nè. À, bên đây là sông Hàm Luôn nè. Gần sông nên không khí rất là mát mẻ, trong lành nha anh chị. Nước thì lưu thông thoải mái luôn. Nên cho đó anh chị mình xài nước máy á. Đây sông Hàm Luôn ha. Nhìn cảnh tượng rất là đẹp. Bên kia là xã Hành Tân nha, huyện Mỏ Cày Bắc. Dạ, hướng này đi khoảng 500m nữa tới được ngay chân cầu Hàm Luôn rồi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đang xây đó. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe. Mình xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh Nhà Đất Bến Tre giá rẻ nha anh chị. Bye bye mọi người nha.